thì chúng tôi sẽ đi đến một cái section thứ hai, chủ khởi khởi đầu lúc 10 giờ, do giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân và tất cả những panelist khác sẽ là điều khiển cái session tiếp theo. Đó là một cái chuyên đề về hình ảnh và sinh lý mạch vành trong can thiệp thăng thương phân nhánh. Xin kính mời giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân, phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tường Dũng và các thành viên khác, ví dụ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang vân vân, sẽ làm chủ tọa cho cái phiên tiếp theo. Xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân ạ. Em thấy anh Nhân đây đây rồi, em chào anh Nhân. Ôi, anh chào Bình, chào tất cả mọi người. Ôi, chào Lợi, chào Bình, chào Tông, chào Huy, hết coi như là tổng chào nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, kính chào thầy. Chào anh Nhân ạ, em chào thầy. Thầy. Chào Quang ơi, Quang ơi. Dạ, em chào anh Bình ạ. Dạ, xin mời anh Thành Nhân ạ. Dạ. Tiếp theo cái session đầu tiên thì chúng ta sang cái phần chẩn đoán hình ảnh học trong can thiệp tổn thương phân đôi cũng như là thân chung động mạch vành trái. Thì chúng tôi xin mời báo cáo viên đầu tiên trình bày cái bài báo cáo của mình. Dạ, kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn. Dạ, dạ, cái slide của em các thầy đã xem được chưa? Thấy rồi Huy ơi. Dạ, kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp đang theo dõi online hội thảo của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì chúng tôi được giáo sư Bình giao cho một cái bài phải nói là khá khó khăn, tức là FFA trong can thiệp thân chung mạch vành trái. Nếu mình chúng ta tách riêng cái FFA trong can thiệp mạch vành trái thì quả thật là cái số liệu chúng ta không có nhiều. Hiện tại thì xu hướng là chúng ta sẽ kết hợp cả FFA và IVUS, tức là hình ảnh học và chức năng trong cái can thiệp thân chung này. Thì chúng tôi hy vọng là trong cái bài sau, cái báo cáo viên sau thì chúng ta sẽ bổ sung vào cái phần báo cáo của chúng tôi. Thì can thiệp thân chung mạch vành trái như quý đồng nghiệp cũng biết, trải qua một cái lịch sử phát triển cũng khá là dài. Chúng ta thấy là để so sánh với lại bypass, luôn luôn là một cái chỉ định lựa chọn khi bệnh nhân có hẹp thân chung mạch vành trái. Từ thập niên 1990 cho đến hiện tại thì cũng thấy là cái mức độ chỉ định của mổ bắt cầu cho thân chung mạch vành trái luôn luôn là cái mức khuyến cáo số 1. Trong khi đó thì chúng ta thấy là can thiệp mạch vành thân chung mạch trái thì nó trải qua rất là thăng trầm, và cái tiên lượng của bệnh nhân điều trị thì thân chung mạch vành trái cũng rất là thay đổi. Vào những năm 90 thì chúng ta thấy là cái tiên lượng mà chúng ta can thiệp thân chung mạch vành trái với stent thì bệnh nhân không tốt, và dần dần chúng ta tiến bộ, và cho đến khoảng năm 2015 2016 thì cái mức chỉ định của can thiệp thân chung mạch vành trái đã được nâng lên mức 2A, và nhờ vào những cái tiến bộ rất lớn từ việc chúng ta thảo luận trong các cái nhóm tim mạch giữa bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ gây mê, bác sĩ làm can thiệp, cũng như ứng dụng các cái chẩn đoán chức năng bằng IFA, FFA để xác nhận các cái tổn thương nào thực sự chúng ta cần tổn thương. Hình ảnh học IVUS, OCT cung cấp những thông tin mà chúng ta có thể tối ưu hóa được cái thủ thuật, cũng như các tiến bộ về mặt kỹ thuật cho phép chúng ta tái tưới máu hoàn toàn các cái tổn thương tắc mãn tính. Và không thể quên cái vai trò của điều trị nội khoa, và tất cả những cái này kết hợp lại với nhau làm cải thiện cho bệnh nhân can thiệp thân chung mạch vành trái. Đây là một cái tình huống mà có lẽ là chúng ta cũng hay thường gặp trong lâm sàng. Bệnh nhân lớn tuổi, đau ngực điển hình và stress dương tính. Và khi mà chúng ta có chụp angio thì chúng ta thấy là chúng ta có hai cái tổn thương ở phía bên phải và bên trái. Và câu hỏi mà các bác sĩ làm tim mạch can thiệp luôn luôn phải trả lời là chúng ta nên can thiệp tổn thương nào và không nên can thiệp tổn thương nào. Thì trong những tình huống như vậy chúng ta thấy là đo FFA, tức là một cái giải pháp trả lời về mặt chức năng sinh lý học, là các cái tổn thương chúng ta có gây ra các cái triệu chứng của thiếu máu cục bộ hay không. Ví dụ như trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái tổn thương của ACA thì đo FFA nó là 0.72, trong khi đó cái tổn thương của FFA của thân chung mạch vành trái là 0.89.
cho chúng ta một cái hướng điều trị là chúng ta nên can thiệp vào cái tổn thương nào và để lại tổn thương nào. Nghiên cứu của Hamilos và cộng sự trên các cái tổn thương mà chúng ta khó xác định angio, thì chúng ta thấy ví dụ đưa ra hai cái ví dụ, một cái tổn thương nhìn có vẻ hẹp là nặng ở trên angio nhưng mà FFA là 0.89, trong khi một tổn thương khác của thân trung mạch vành trái nhìn thì có vẻ là không nặng nề lắm trên hình angio nhưng mà cái FFA chỉ là 0.68. Vậy thì giữa cái hình ảnh học mà chúng ta chụp mạch vành và cái FFA thì nó có tương đồng không, thì chúng ta thấy Hamilos, nghiên cứu Hamilos cho thấy là tất cả những cái hình ảnh chụp angio được gửi cho hai bác sĩ tim mạch can thiệp có kinh nghiệm xem xét, chúng ta thấy có khá nhiều những cái lầm lẫn xảy ra khi mà chúng ta nhận định là một cái tổn thương có ý nghĩa hay không có ý nghĩa trên mặt hình ảnh học và có cái kết quả FFA ở chiều hướng ngược lại. Và nếu người ta tính ra thì cái tỷ lệ mà mismatch, tức là không tương thích giữa FFA và cái đường kính hẹp trên angio nó đến 29%, là chúng ta thấy ở cái góc trên ở bên phải và góc bên trái là 23% và 6% là xảy ra những cái sai lệch giữa hẹp mạch máu và cái đo chức năng bằng FFA. Đối với các trong nghiên cứu của Habilos thì các cái bệnh nhân mà có FFA mà trên 0.8 của thân trung thì bệnh nhân không được mổ bắt cầu, còn đối với bệnh nhân có FFA dưới 0.8 thì bệnh nhân được mổ bắt cầu theo dõi 5 năm, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ sống sót cũng như cái tỷ lệ các biến cố tim mạch nặng ở hai nhóm này là khác biệt, không có ý nghĩa thống kê, và có vẻ là cái FFA trên 0.8 là chúng ta để lại, chúng ta không cần phải tái tưới máu, nó vẫn đem lại cái sự an toàn cho người bệnh. Đây là một cái nghiên cứu công bố năm 2015, cái số liệu tổng hợp của nhiều nghiên cứu khác, trong đó người ta có 5 nghiên cứu, người ta chọn cut off là 0.75 và một cái nghiên cứu chọn cái cut off là 0.8 cho tổn chung để quyết định bệnh nhân có cần phải mổ bắt cầu mạch vành hay không. Cái phương pháp tái tưới máu của bệnh nhân trong cái nghiên cứu gồm này tới 94% bệnh nhân là mổ bắt cầu và theo dõi khoảng hơn 2 năm, 26.5 tháng. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta trì hoãn cái tái tưới máu dựa vào cái kết quả FFA thì có vẻ là cái chúng ta có cái tỷ lệ tử vong thấp hơn, và cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở cả hai nhóm là tương đồng với nhau. Thì nếu mà chúng ta đo cái FFA của tổn thương thân trung mạch vành trái mà 0.8 thì cái việc mà chúng ta để lại bệnh nhân, chúng ta chưa cần phải thực hiện cái giải pháp tái tưới máu cho bệnh nhân, có vẻ vẫn an toàn. Trở lại cái thân trung mạch vành trái, khi mà chúng ta xác định cái FFA thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ rớt vào một số các cái tình huống tùy theo cái giải phẫu của thân trung mạch vành trái. Ví dụ chỉ có tổn thương ở lỗ xuất phát hoặc là thân, phần thân của thân trung mạch vành trái, hoặc là tổn thương tập trung ở bifurcation ở chỗ chia của nhánh LAD và nhánh circumflex, hoặc là bệnh nhân có tổn thương ở thân trung kèm theo các cái tổn thương hẹp ở phía xa của nhánh liên thức trước hoặc là nhánh mũ. Đối với bệnh nhân mà chỉ hẹp lỗ xuất phát hoặc là phần giữa phần thân của thân trung thì và phía dưới của LAD và CS không có tổn thương thì có lẽ là cái quyết định nó tương đối đơn giản. Chúng ta có thể chọn đi cái gai quai đo FFA ở bất cứ nhánh nào từ LAD hoặc là circumflex để xác nhận cái mức độ hẹp có ý nghĩa hay không của tổn thương ở thân trung và đưa ra cái chiến lược điều trị tiếp theo. Đối với tổn thương ở chỗ phần nhánh LAD, left main LAD và circumflex thì có lẽ chúng ta không nên tách rời tổn thương này thành tổn thương riêng biệt của nhánh LAD hoặc là circumflex, mà chúng ta coi đây là một cái thể thống nhất, và chúng ta có thể chọn đi quay vào LAD hoặc là circumflex bất cứ cái giá trị FFA nào của LAD hoặc là circumflex dưới 0.8 cũng có thể hiện cái mức độ thiếu máu cơ tim gây ra do cái tổn thương ở bifurcation này. Và trong trường hợp này thì chiến lược chúng ta cần phải tiếp tục quyết định tiếp theo là chúng ta sẽ chọn một cái chiến lược một sen crossover từ LAD sang cái nhánh nhánh bên LAD CIS hoặc là chiến lược hai sen ngay từ đầu. Tuy nhiên đối với các cái tổn thương mà thân dung kèm theo các cái tổn thương hẹp ở phía dưới
thì mọi việc nó trở nên phức tạp hơn, bởi vì lúc này chúng ta có thể gây có những cái sai lệch gây ra do các cái tổn thương ở LED hoặc circumflex. Chúng ta xem một cái thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi tác giả Ferron, một cái thử nghiệm rất là thú vị đối với trường hợp như vậy. Thì FFA được đo ở cả LED và circumflex trước và sau khi chúng ta có cái tổn thương hẹp và đã được sửa chữa. Thì sau khi đã sửa chữa cái tổn thương hẹp nặng ở nhánh LED như trong cái lược đồ này, thì tác giả để một cái bóng trong đó, và cái bóng này nó sơn lên từ từ để tạo ra một cái chỗ hẹp có ý nghĩa. Và người ta xem xét cái giá trị thực của FFA ở thân chung, gọi là FFA true, so với cái FFA đo được ở cái wide bên nhánh LED, gọi là FFA half apparent. Chúng ta thấy là FFA true thì cái giá trị trung bình trong trường hợp này là 0.81, và nó nhỏ hơn cái giá trị FFA half là 0.83. Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Và thêm một cái giá trị FFA nữa, tức là giá trị FFA của phía sau chỗ hẹp, gọi là FFA AP. Thì khi mà chúng ta bơm cái bóng lên, căng lên, chúng ta tạo ra cái chỗ hẹp khít ở cái đoạn liên thức trước, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể thấy cái sự thay đổi của cái đường biểu diễn. Nó có thể xuống rất là thấp, ví dụ như trong trường hợp này là 0.35, tức là hẹp, tổn thương hẹp có ý nghĩa gây ra bởi cái bóng mà chúng ta bơm lên trong cái chỗ mà chúng ta đã đặt sen. Đặc biệt tác giả nhận thấy là nếu trong trường hợp mà cái FFA half mà nó trên 0.85, thì trong 100% các trường hợp thì cái FFA true, tức là FFA của cái tổn thương thân chung đó, nó luôn luôn là 0.8. Và dựa vào cái kết quả này thì tác giả đề xuất một cái cách để chúng ta có thể lượng định cái tổn thương ở FFA cái thân chung nó có thực sự hẹp hay không. Tức là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta có cái FFA ở cái nhánh mà không bị bệnh, ví dụ như nhánh circumflex là dưới 0.8, thì chúng ta thấy là chắc chắn là cái tổn thương ở left main nó cũng là hẹp, có ý nghĩa, và chúng ta cần phải tái tưới máu. Trong trường hợp nếu cái FFA half mà nó 0.85, tức là đo ở bên cái nhánh LED nó là 0.85, thì lúc đó trong 100% các trường hợp thì cái FFA thực sự của cái left main nó luôn luôn nó sẽ lên 0.08, và chúng ta chỉ cần điều trị nội khoa. Nếu mà chúng nó nằm giữa từ 0.81 cho đến 0.85, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái FFA AP, tức là cái phần đoạn xa cái nhánh, cái phần sau cái tổn thương của cái nhánh LED. Nếu mà nó dưới 0.45 thì cái sự khác biệt giữa cái FFA true và cái FFA half nó mới vào có ý nghĩa. Và trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta cần thêm các cái phương tiện về hình ảnh học để xác nhận cái tổn thương của left main. Một vấn đề hay đặt ra khi mà chúng ta can thiệp thân chung mạch vành trái, đó là khi mà chúng ta chọn cái chiến lược một center, khi chúng ta đặt sen crossover từ left main sang LED, thì cái lỗ xuất phát của circumflex nó hay bị hẹp trở lại, nó bị gel. Thì chúng ta thấy đây là cái nghiên cứu của tác giả Nam ở Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy là trong 50 cái trường hợp xin lỗi, hẹp trên 50% cái đường kính của cái lỗ xuất phát circumflex nó xảy ra ở khoảng 60% các trường hợp. Mà tuy nhiên chúng ta thấy là đối với các cái trường hợp mà có thực sự hẹp gây ra ảnh hưởng về mặt huyết động, nó chỉ xảy ra rất là ít, chỉ có 5 trường hợp trong số các cái trường hợp mà bệnh nhân có vẻ hẹp lại cái lỗ xuất phát của nhánh mũ, và chúng ta cần phải đặt can thiệp thêm vào nhánh circumflex. Cũng như theo dõi 20 tháng thì chúng ta thấy ở cái nhóm mà chúng ta không làm gì cả so với cái nhóm mà chúng ta phải can thiệp thêm, thì cái tổng số là vậy. Thì nếu mà sau khi chúng ta đặt stent crossover từ LED sang left main sang LED, chúng ta có một cái hình ảnh là cái lỗ xuất phát của circumflex nó bị gel, thì nếu mà chúng ta thực sự muốn can thiệp thì có lẽ là chúng ta nên đo cái FFA, và nếu cái FFA trên 0.8 thì chúng ta có thể tự tin là chúng ta có thể chừa lại cái tổn thương đó và nó hoàn toàn an toàn. Nói tới FFA, trong tới can thiệp thân chung FFA, thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải biết thêm về cái mối tương quan giữa cái diện tích của cái lòng mạch đối với một cái tổn thương hẹp thân chung. Thì chúng ta thấy là từ cái nghiên cứu của Justy trên dân số người Tây Phương từ năm 2004, thì mọi người hay đồng thuận là chúng ta sẽ chọn cái diện tích chỗ nhỏ nhất là 6 mm vuông
để tương ứng với cái FFA là dưới 0.15, 0.75 với cái độ nhạy là 93% và cái độ chuyên biệt là 95%. Tuy nhiên đến năm 2014 thì nhóm nghiên cứu của Sun Jung Park ở Asan Medical Center thì đưa ra một cái chỉ số khác, cutoff là 4.5, tức là nhỏ hơn nhiều so với cái giá trị cũ. Thì đối với người châu Á thì có vẻ là hợp lý hơn để nó có một cái sự tương quan tốt với cái giá trị FFA dưới 0.8. Dựa vào những cái bằng chứng của FFA và IVUS trong can thiệp thân chung thì nhóm của Sun Jung Park ở Asan Medical Center đưa ra một cái lược đồ để chúng ta có thể tham khảo trong việc can thiệp thân chung mạch vành trái. Nếu chúng ta có một cái tổn thương ở lỗ hoặc là thân của thân chung thì nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta có thể làm FFA để đánh giá cái tổn thương này chúng ta thực sự có phải can thiệp hay không. Sau đó chúng ta sẽ làm IVUS để xác định chính xác đường kính của mạch máu để lựa chọn cái dụng cụ phù hợp. Chúng ta tiến hành can thiệp mạch vành. Sau đó chúng ta sẽ tối ưu hóa kết quả can thiệp chúng ta bằng hình ảnh học dựa theo cái quy tắc 5-6-7-8 và chúng ta có thể kết thúc thủ thuật sau khi chúng ta đã đánh giá bằng IVUS các cái stent nó đã đạt kích thước như mong muốn. Tuy nhiên đối với trường hợp mà phức tạp hơn, hẹp phức tạp hơn thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có một cái lỗ xuất phát của nhé circumflex không có bị hẹp nặng hoặc là đây là một cái mạch máu kích thước nhỏ thì chúng ta có thể chọn cái nhánh chọn cái chiến lược là một sen chờ chỉ sen nhánh chính tối ưu hóa bằng IVUS theo quy tắc 6-7-8. Nếu chúng ta bị một cái nhánh bên nó bị hẹp lại lỗ và chúng ta thực sự muốn can thiệp thì chúng ta sẽ tiến hành đo FFA. Nếu FFA trên 0.8 thì chúng ta không cần phải can thiệp gì thêm ở cái nhánh bên. Còn nếu mà có FFA dưới 0.8 thì chúng ta sẽ làm một cái final kissing hoặc là chọn T-stent hoặc là TAP stenting và sau đó vẫn tối ưu hóa IVUS, kết quả can thiệp bằng IVUS. Ngược lại nếu mà chúng ta có một cái tổn thương thực sự ở left main với cái nhánh mũ lớn hoặc là cái nhánh mũ bị tổn thương nhiều thì có lẽ ngay từ đầu chúng ta chọn lựa cái tổn thương can chiến lược hai nhánh và tối ưu hóa cái can thiệp này bằng IVUS bằng hình ảnh học với quy tắc 5-6-7-8 và chúng ta có thể kết thúc cái thủ thuật sau khi chúng ta đã kiểm tra các cái số liệu. Để kết thúc bài nói thì chúng tôi xin có một vài ý. Thứ nhất là đối với cái tổn thương ở thân dung mạch vành trái thì việc xác định cái hẹp có ý nghĩa bằng FFA thì an toàn và phù hợp cung cấp thêm những cái dữ kiện nếu so với chúng ta chỉ đánh giá bằng hình ảnh học và cái giá trị của FFA thì nó cũng giống như các cái tổn thương không phải và của left main và chúng ta có thể dựa vào cái giá trị 0.8 để chúng ta quyết định là trì hoãn hoặc là tái tưới máu cho bệnh nhân. Đối với tổn thương mà bị hẹp lại của cái lỗ xuất phát circumflex sau khi chúng ta đặt stent crossover từ left main sang LED thì chúng ta có thể dựa vào FFA và chúng ta hoàn toàn có thể để lại cái tổn thương này một cách an toàn nếu mà chúng ta có FFA trên 0.8. Và chúng ta luôn luôn đừng quên là bên cạnh FFA thì IVUS OCT sẽ cung cấp rất là nhiều những cái chi tiết để chúng ta có thể tối ưu hóa quá trình can thiệp của chúng ta. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Huy và xin mời quý đồng nghiệp có ý kiến hay là câu hỏi cho báo cáo viên. Xin tiến sĩ Huy cho ý kiến là có khi nào trong thực hành là anh Huy chỉ dùng FFA một mình để mà giải quyết cái tổn thương thân chung không hay là bắt buộc phải luôn luôn phối hợp với lại IVUS? Dạ, cảm ơn câu hỏi của giáo sư Hồ Thượng Dũng. Thì thực tế mà nói thì nếu mà mình đã quyết định can thiệp thân chung mạch vành trái thì rõ ràng là cái vai trò của hình ảnh học là thiết yếu, là không thể chỉ sử dụng FFA. FFA mình chỉ có thể có những cái trường hợp mình chỉ sử dụng, nghĩa là mình quyết định là không can thiệp, tức là nếu mình thấy một cái tổn thương mà mình không thể quyết định được là mình có nên tái tưới máu hay không,
để FFA có thể giúp mình trả lời. Và để can thiệp, để có một cái thủ thuật can thiệp thân chung hoàn hảo, thì chúng ta thấy là cái vai trò của hình học là bắt buộc. Cảm ơn tiến sĩ Huy. Chắc anh mời Quang có ý kiến gì không Quang ha? Dạ thưa anh thưa giáo sư Nhân, giáo sư Dũng và tiến sĩ Huy, thì cái bài của tiến sĩ Huy đã chia sẻ rất là đầy đủ cái ưu và cái nhược điểm của chúng việc mà chúng ta đo FFA cho tổn thương thân chung. Thì có lẽ là về quan điểm cá nhân thì em nghĩ rằng là vì cái việc mà đo FFA ở thân chung thì nó khá là phụ thuộc vào việc các cái tổn thương đoạn xa ở các nhánh chính. Chính vì thế nên là cái độ chính xác của nó không cao. Và vì thế cho nên là cái vai trò của FFA đối với thân chung thì có lẽ là ta để dành cho câu chuyện là đo ở cái nhánh bên thì nó sẽ phù hợp hơn. Trong khi đó thì cái việc mà sử dụng công cụ IVERT hoặc OCT thì nó sẽ giúp cho cái việc vừa chẩn đoán vừa chọn lựa cái chiến lược can thiệp cũng như là đánh giá kết quả sau khi can thiệp. Thế nếu như mà chúng ta kết hợp cả FFA và IVERT hoặc OCT thì có lẽ là nó sẽ đẩy cái chi phí lên cao. Chính vì thế nên là đối với cái tổn thương thân chung thì chúng em nghĩ rằng là chúng ta nên ưu tiên sử dụng hình ảnh hơn là FFA. Thế còn FFA trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ cái nhánh bên thì chúng ta có thể sử dụng thêm ạ. Còn em xin hết ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Quang. Anh hoàn toàn nhất trí với lại cái ý kiến của Quang, và trên thực hành anh cũng thực hiện theo cái kiểu như vậy. Chúng ta có một cái khách người nước ngoài, thật ra chắc là mình cũng chào khách một cái. Nãy giờ mình nói toàn tiếng Việt không, chắc là khách cũng hơi đau khổ. Hello Dr. Chapin Lin. Hi, good morning. Yes, good morning. So welcome to our session. Thank you. Thank you for the invitation. Chắc là mình mời các cái thành viên trong chủ tọa đoàn có ai có ý kiến gì không hết. Chứ ổng thì ổng đâu có, thứ nhất là ổng vô trễ, thứ hai là mình nói tiếng Việt thì cũng hơi tội đâu. Lát nữa tới phần trình bày của ổng rồi thì mình sẽ hỏi thêm. Không biết là tiến sĩ Bình, bác sĩ Nguyễn Trung Quốc hay là bác sĩ Hoàng Văn có ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, thưa thầy, thì em cũng rất là nhất trí về ý kiến của thầy. Bởi vì trong thực tế tôi em ở Nam ở Huế cũng vậy. Rất là ít khi mà dùng cái FFA mà để mà xác định, để mà làm thân chung, trừ khi đó mình nghi ngờ để loại trừ thôi. Còn thân chung thì nên làm hình ảnh học giống như là thầy và giáo sư Quang nói. Xin cảm ơn ạ. Good morning, Dr. Chia Pin Linh. Your topic today, you talk about the role of IVERS in the left-hand BCI, when and how. We have the last presentation of Dr. Huy. We talk about the role of FFA. So how your opinion about the role of FFA in Lippmann BCI before you present your presentation? Well, I personally think that the in current DES era, that the IVERS for the Lippmann PCI is the must tools, because a lot of clinical trial and meta-analysis told us that I'm going to share you later, that the use of IVERS guided PCI compared to simply angiographic guided PCI can significantly reduce the clinical event, including the cardiac deaths. So personally, I would definitely recommend everyone, if possible, to use IVERS for your Lippmann PCI. Yes, I think that for the intervention, we should use, it's a must for Lippmann intervention. But we are discussing about the role of FFA in evaluating the functional effect of the stenosis. So do you do FFA to evaluate the significance of lesion at the left main? Yes. Usually, I will do the IVERS evaluation for the left main or even for the circumflex osteo first. But if the lesion I cannot decide only by IVERS, I will do the FFR, of course. And also, some resting index such as IFR or RFR, DFR can also help in these situations. Yes, the answer is yes.
Yeah, thank you. Không biết quý đồng nghiệp có ai có câu hỏi gì hay là tham luận chia sẻ gì thêm với cái bài báo cáo của tiến sĩ Đinh Đức Huy không ha? Giới thiệu Đinh Đức Huy là tiến sĩ nhưng mà hình như là Huy chưa có tổ chức tự giới thiệu cho mọi người biết. Dạ cái này em xin nợ. Dạ cái này em xin nợ. Thôi nếu mà mình không có ý kiến gì thì thôi chắc là nhờ Thượng Dũng mời ông Charlie Pin báo cáo cái bài của ông luôn ha. Rồi qua đó mình sẽ discuss luôn cả hai chủ đề cùng lúc, tại vì hai cái này nó cũng bổ sung cho nhau. À, xin mời Phó Giáo sư Thượng Dũng. Yes, I would like to invite Dr. Chia Bin Lim from Taiwan with your presentation, The Role of IVUS in the Development BCI, When and How, please. Good morning. Thank you, everyone. That it's my privilege to be part of this UMC Lemon and Bifurcation PCI Club 2021. And I'm Cha Pin Lin from Changgeng Memorial Hospital in Lincoln, Taiwan. Today, I'm going to share some of my experience regarding the IVUS in Lemon PCI with all of you. And I'm pleased to have any comment or questions after my talk. Okay, clinically, we use intravascular image such as IVUS or OCT during our pre-intervention, peri-intervention, or even post-intervention. In the pre-intervention, we use the IVUS to do the interventional sizing and also to survey the lesion morphology and also the significance of the lesion stenosis. And during our intervention, we use IVUS to survey the stent expansion, stent opposition, any geographic missing or dissection which may cause future event. And also we use IVUS when we encounter any complication. And to, we use IVUS to survey any etiology and try to solve the complications. And after the intervention, especially during the follow-up, we use IVUS or even OCT to do the instant restenosis survey and looking for any late acquired male opposition and even some stent deformation or fractures. Regarding the Lehmann bifurcation lesion, such as in this case, this is a Medina 111 lesions, and if we are going to intervene these patients, several critical questions that we have to answer first, such as, is the lesion significant or not? Should we go for PCI for this specific case or send the patient for the bypass surgery? Should we use a one stent or upfront two stent strategy? How about the risk of circumflex gelling after one stent crossover from LAD to Lehmann? And if you are going to use the two stent, what's your standing strategy according to the anatomy? And of course, we use the IVUS, and you have to evaluate what's the size if you are going to go for PCI. And after the intervention, how to optimize the standing result. And here is the main compare studies published about 10 years ago. And we compare the angio versus IVUS guide for Lehmann PCI. And you can appreciate clearly that compared to angio guide, the IVUS guide significantly reduced the patient's mortality. And here is the largest meta-analysis regarding the IVUS versus angio guide in Lehmann PCI. And compared to angio guide, the IVUS guide Lehmann PCI significantly reduced all-cause deaths and also the cardiac deaths more than 40 to 50%. So we always say that the IVUS saves lives in Lehmann PCI. And of course, I know that IVUS is not a cheap device compared to our wire or guiding catheter. But since that a lot of studies can prove that the IVUS guide can reduce the mortality, I would recommend, if possible, to use IVUS in every Lehmann PCI case. So in the ESC guidelines, the IVUS for Lehmann PCI was a 2A indications. But here you may wonder that since we got a lot of evidence, why it's only 2A, but it's not class 1 indication? Well, it seems to me that because most of these IVUS in Lehmann PCI clinical trials are only retrospective study or some registry, and
all of these were not a prospective randomized trial. I think that maybe it's the reason that the indication for the Lehmann PCI of IVUS is only 2A but not class 1. And here is my tip and tricks for the IVUS usage in Lehmann PCI. Well, the first one is I would recommend to wire both LAD and circumflex before you do the intervention and use your IVUS to pull back from each branch all the way back to the aorta, not only LAD, but also the circumflex. And in the next slide, I will show you an example. And I also recommend to do the predilatation in case of tight Lehmann stenosis. You should know that the automatic pullback of the IVUS was only pull back the probe inside the protective transparent sheath. Even your probe is already back to your guiding caster or in the aorta, but the transparent sheath is still wedge the tight stenosis. So the chemodynamic status will be compromised. So I would recommend if you face a tight Lehmann stenosis, please do the predilatation first and then do the IVUS pullback. And the next one is I would recommend to coaxial positioning of your guiding caster tip. And of course, it's the basic that you have to do the IC intracoronary nitrate injections and then disengage your guiding caster from Lehmann ostium, that you can have the whole picture and also the Lehmann anatomy all the way back to its orifice. And I also strongly recommend always use the automatic pullback at a speed of 0.5 millimeter per second, unless, as we mentioned, that tight lesion without predilatation. In such case, without predilatation, I would recommend to use the manual pullback first. But if you already do the predilatation, you can easily to do the automatic pullback both from LAD and also for the circumflex. And of course, if you are still interested in some spot, after the automatic pullback, you can use the manual pullback afterward. And then please increase the image depth to the maximum, because sometimes the Lehmann was quite huge. And the last one is the oblique transducer precision may create an artificially larger Lehmann minimal lumen area when turns from gratis angle branch, and usually it was the circumflex. Here is the example, as I mentioned before, in the upper panel, you can see it's the LAD pullback of the Lehmann bifurcation lesion. In the red box, you can appreciate that the LAD ostium is quite diseased, but from this projection, you can appreciate that the circumflex ostium seems clear and disease-free. But in the lower panel, it's the circumflex pullback, and you can clearly appreciate that the circumflex ostium is not disease-free. Instead, the plaque burden is quite huge, up to 81%. And on the other hand, you can appreciate that the LAD ostium from this pullback seems clear and is quite different from the LAD pullback as we show in the upper panel. So I mean that we are not only doing the LAD pullback to survey the circumflex osteo lesion, and I would recommend to use the IVUS pullback both from LAD and also from the circumflex. Okay, here is some decision steps in Lehmann PCI, such as to treat or not, how about the stent strategy, how about the risk of circumflex gelling, and how about the device sizing, and how to optimize. And I think these critical steps can be answered by our IVUS. And first, we just talk about the treat or not. In our previous presentations, even it's not in English, but I can appreciate that the same studies. And this is more than 16 years ago. It's the IVUS cutoff value published by Dr. Justy from United States when it correlated with the FFR 0.75. They conclude best sensitivity and specificity for the IVUS cutoff value for Lehmann stenosis is 5.9, and we can roughly say 6 mm². And this value was also validated by another study called the RETRO study. And this study was published 10 years ago in JECC. It's an intermediate Lehmann study, which demonstrated that in such an intermediate Lehmann lesion, they defer
the patient if the minimal lumen area more than 6 mm². But they do the revascularization no matter by CABG or PCI whenever the patient have the minimal lumen area less than 6. And you can appreciate that after these two randomized study, the revascularization group and the deferred group have this, a similar clinical outcome, which means that the 6 mm² value was validated for this literal study. And also in the previous talk, we also mentioned another a similar study published by Estee Park about 7 years ago. And the similar study, but different population, they conclude the cutoff value is no more 6, it's 4.5 mm², and it's almost equal to the minimal lumen diameter, only 2.5. But what's the difference between the justified value of 5.9 and the Park value 4.5. Well, here is the comparison that the published year is quite different and it's 10 years apart. And the Dr. Justy used 55 Americans for his study and the Dr. S.J. Park used more than 100 Korean patients for his 4.5 value. And the cutoff FFR value was also different. Dr. Justy used 0.75 and Dr. Park used 0.8. And the baseline FFR is also different, which means that the patients from Dr. Park's group is a little bit more severe. And also for the hyperemia by adenosine is also different. Dr. Justy used the IC adenosine for the hyperemia, and Dr. S.J. Park used the IV continuous adenosine for the hyperemia. But on the other hand, Dr. Justy's 5.9 mm² value was clinically validated by the literal study, as we mentioned before. But Dr. Park's value 4.5 was not validated by any clinical studies. But in conclude, in the ESC experts consensus, they just conclude that the no matter how's the minimal lumen area, if we encounter the minimal lumen area less than 4.5, we should do the revascularization, no matter by IVUS, by PCI, or by the bypass surgery. On the other hand, if we encounter the minimal lumen area larger than 6, we can safely defer the case for further intervention. And in between, when we have the intermediate lesion that the minimal lumen area of Lehmann was between 4.5 and 6, we should now go for physiological assessment, such as FFR, as we discussed in the previous section, or by the other resting indexes. And the next question comes to how to treat. I mean, use one stent or two stent, and we are just talking about how about the risk of the circumflex compromise if we just do a single stent crossover. In the ESC guideline for the revascularization, the provisional stenting is the recommended as a class one indication. And also this year in the European Heart Journal, we published they published the EBC main study. I also browsed the agenda. I believe that this early morning, we also discussed about the EBC main study. Compared to the upfront dual stenting for the Lehmann bifurcation, the provisional provisional strategy numerically reduced the clinical event and significantly reduced the procedure time and also the radiation exposure. But on the other hand, Even though the provisional stenting strategy was recommended, but by IVUS pullback, if you have this kind of, we call it eyebrow sign, please look at the figure B. It's the spiky appearance of carina by IVUS longitudinal pullback, and it just look like the eyebrow. When you have this eyebrow sign, it's a relative higher risk for the circumflex osteocompromise whenever you do the one single stent crossover. I mean that if you have this kind of eyebrow sign, you should pay attention for the circumflex protection, no matter by only wire or by the balloon cushion or by the upfront two stent strategy. And additionally, if we have the IVUS pullback and evaluate the calcified plaque
opposite to the bifurcation. There is a higher risk for the circumflex osteocompromise, especially the calcium arc is more than 60 degrees. In these pictures that you can clearly appreciate that only by stent crossover, you cannot easily just push the calcified plaque away. Instead, after stent crossover, the carina will be pushed forward to close the circumflex ostium after stenting when we have this kind of calcified plaque opposite to the bifurcation. So I would say that if you encounter this kind of calcified plaque opposite to the bifurcation, you should pay more attention for the risk of circumflex ostium compromise after stenting. And here is the definition criteria for the Lehmann bifurcation published by Dr. Chen from China. And they classify the Lehmann bifurcation as a simple lesion or complex lesion. Once the osteo lesion is the length of osteo lesion is less than 10 millimeter, and also the diameter stenosis is less than 70, they just classify this kind of bifurcation as a simple lesion. On the other hand, if the osteo lesion is longer than 10 millimeter and also the diameter stenosis greater than 70%, plus any two of these minor criteria such as thrombus content or small vessel or very large bifurcation. If we have more than one major criteria plus two minor criteria, they classify it as complex lesions. In simple lesions, no matter you use two stent strategy or provisional single stent strategy, the outcome was not quite different from each other. On the other hand, if we encounter the complex lesions, using the provisional stentings may have the numerical more clinical events compared to upfront two stent strategy. So in conclude that when we have this kind of complex Lehmann bifurcation lesion classified by the definition criteria, we may consider upfront two stent strategy instead of the EBC recommended single stent strategy. On the other hand, when we have the simple lesion such as the circumflex ostium diameter less than 50%, we can simply just do the single stent crossover. But after the single stent crossover, in some cases, such as maybe up to 40%, you may have the angiographic gelling, which means that the diameter stenosis from less than 50% and then now up to more than 50% after single stent crossover. But luckily, by the FFR studies, only 7%. The ostium seems very stenotic, but only 7% can have the functional gelling. On the other hand, when we have the osteostenosis more than 50%, it does not mean that we have to do the upfront two stent strategy. Instead, when we have the circumflex osteo angiographically more than 50% stenosis, we should evaluate the circumflex ostium burden, the plaque burden by circumflex iverse pullback. So if we have the circumflex minimal lumen area smaller than 3.7 millimeter square before single stent crossover, or the plaque burden larger than 56% before stent crossover, we may have a higher risk for the functional gelling after single stent crossover, which means that if we have the iverse pullback, even the diameter stenosis is larger than 50%, if we have the lumen area larger than 3.7 and the plaque burden less than 56%, you may try to use the provisional stenting first because the risk of circumflex functional gelling will be not so high. And therefore, the iverse circumflex iverse pullback can reduce unnecessary upfront two stent strategy and also can determine the optimal device size if we are going to do the two stent. And now we turn to the device size. And I think it's the basic job for the IVUS. So after single stent crossover from LAD back to Lehmann,
the mechanism for the circumflex circumflex stenosis should be the carina shift, because the circumflex ostium minimal lumen area was decreased after stent crossover, and the EEM area at the minimal lumen area site also significant decrease. Instead, the EEM eccentricity increased after a stent crossover, which can translate into the general mechanism for the circumflex stenosis after single stent crossover should be the carina shift, but not the plaque shift. So here is the EBC recommended distal sizing strategy for the Lehmann bifurcation. We use the distal sizing. Usually it should be the LAD. No matter by EEM sizing strategy or by the lumen strategy, we use the LAD for the sizing. As I showing here, since that we use LAD for our sizing strategy, that the carina shift risk was not so high. But instead, the proximal segment, especially in the Lehmann, should be male opposed. So we have to do the subsequent post-dilatation of mid and proximal stent. And please be reminded that we have to left at least 8 millimeter stent in your Lehmann in order to do the POT, because usually we have the shortest NC balloon for the POT is 8 millimeter NC balloon. So please left 8 millimeter stent in the Lehmann for the further POT procedure. And also you have to pay attention for the stent expansion limit. Since that we frequently use the long stent such as a 38 or 48 stents. So if we just only put a 2.75 stent from LAD back to Lehmann, but it cannot expand to 5 if we have a huge Lehmann. So you have to pay attention about the stent expansion limit. So I print this chart and pass on the wall of my cath lab. And before I do the Lehmann bifurcation stenting, I always check the expansion limit for each contemporary stent designed, such as the expansion limit should less than 4.5 if we just use the stent size less than 3.0. And now after two stent strategy, any under expansion may translate into a future in-stent restenosis. In the previous talk, we have already mentioned that the famous 5, 6, 7, 8 criterias after two stent Lehmann standings. And I think everyone should not so familiar with the area. So I just calculate for the diameter. Everyone should be more familiar with the diameter limit. So the 5 millimeter square area at the circumflex ostium can be translate into minimal stent diameter about 2.5. And the LAD 6 should be translated into 2.8. And the Lehmann 8 millimeter square should be translated into minimal stent diameter 3.2. And recently, there is another clinical trial called the EXCEL. It's the PCI versus CABG for the Lehmann intervention. And they did a similar analysis for the relatively Caucasian patient, should be the larger person. The value is no longer 5, 6, 7, 8 as we show in the Asian relative small persons. The number is no longer 5, 6, 7, 8, but 6 in the circumflex ostium, 7 in the LAD ostium, and 10 in the Lehmann ostium. I would say that if we have the bigger, larger patients, such as 40 or 50 years old gentlemen, you should use these larger criteria, 6, 7, and 10. Instead, if we encounter some small ladies or old gentlemen with a small body size, you can still use the 5, 6, 7, 8 criteria for your final optimization. So finally, if we are going to do the Lehmann to treat or not to treat, I would recommend the ischemia base. If you are not using the FFR, you should use the minimal lumen area cutoff 4.5 millimeter as you will cut off to do the revascularization, no matter by PCI or bypass surgery. And for the standing strategy or the risk of circumflex gelling, by the EVC recommendation, single stent is better, such as the provisional standing strategy.
But on the other hand, if by the IVUS evaluation, if you have the eyebrow sign or have the calcified plaque opposite to your bifurcation, or the circumflex minimal lumen area less than 3.7, and or the plaque burden larger than 56%, or the definition criteria for the complex lesion, you may consider upfront two-stent strategy instead of the provisional stenting, because the circumflex ostium compromise is quite high. And finally, we come to the device sizing and for the optimization. I would say that the larger, the better. And for the distal, for the strategy, I would recommend to use the distal sizing as EBC recommended, then do the pot and to finalize the stent outcome by the famous 5-6-7-8 criteria. So, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, here is my conclusions. IVUS is the must tool in current PCI era, especially in the Lehmann PCI. It's not only reduce the clinical outcome, but also reduce the patient's mortality, and it's also recommended by the clinical guidelines. And the minimal lumen area less than 4.5 millimeter square is represent significant FFR less than 0.8 in Lehmann lesions. And one stent crossover is indicated if eyebrow side negative, circumflex stenosis less than 50%, minimal lumen area larger than 3.7, plaque burden less than 56, or the simple lesion by definition criteria. And finally, after PCI, the minimal stent area after a two-stent intervention should be at least 5-6-7-8 rules, which can predict future outcomes. And I'm welcome any a comment or a discussion about this topic. I'm Chaping Lin from Taiwan, and thank you for your attention. Thank you, Dr. Lin, for a very practical and scientific presentation. May I invite the panelists for any comments or discussion? Okay, thank you so much for a very excellent presentation on the role of the IVUS in the Lehmann BCI. I think the IVUS is one of two IVI, intravascular imaging. It means we have a poll of a technique, IVUS and OCT. So may I ask you about, in your center, you have a poll of the technique or only one? And can you give your opinion when you compare the role of the OCT and the IVUS in the Lehmann BCI, Dr. Chaping Lin? Thank you very much. It's excellent questions. That I would say that the Lehmann is not a contraindication for the OCT. Of course, in our center we have the OCT facilities that, but. Sometimes in the huge Lehmann, and you should know that the basic principle for the OCT pullback, if you are going to have a very good OCT quality, you have to clear the RBC completely. But if you have some huge Lehmann, it's quite difficult, no matter by the huge guiding caster or by the auto injectors, it's quite difficult to clear all the blood completely from Lehmann. So sometimes in such a huge Lehmann, you cannot have a very good image quality by OCT pullback. And another issue is we always like to check the Lehmann osteo anatomy, and also for the, sometimes after the stenting, you have to know that how about the apposition of your stent. But unfortunately, by the OCT, you have to deep engage your guiding caster in order to clear the blood. So usually, I will not say always, usually you may have some difficulty to clearly evaluate the Lehmann ostium. So in my opinion, I think more than 90, maybe 95% of my Lehmann PCI, I use IVUS. So if the Lehmann ostium is quite okay, and I'm not going to stand all the way back to the Lehmann ostium, and also the Lehmann size is not huge, of course, in this case, I may select OCT for my intravascular image guidance for the PCI.
Okay, thank you so much. And we would like to hear some comment from the panelists. Please, Professor Nguyễn Ngọc Hoàng. Thank you for the great talk, Italy. We just want to ask you how to use iVerse to optimize when you choosing the style of the stand for the left main. Can you give some tip and trick for that? Thank you for that. What you mean? What kind of stand? You mean the any brand? The stand design. Yeah. No. I mean stand design and how to optimize based on the iVerse fighting. Yes, thank you. Thank you for the questions. And just as I mentioned that when we do the Lemon PCI, we should the critical step is to decide the device sizes. If you are going to have the huge Lemon, you have to know beforehand that how about the stand expansion limit of your stand. So in some stand designs that maybe have three links, sometimes the span expansion limit should be not so huge enough. So in that case, you may just use another two link stand design for the huge Lemon expansion. But I would say honestly that I think according to the literatures, I think the contemporary drug eluting stand should not have a big difference between each other. I think the critical issue for the future event is not the stand design per se, but also how about the pre-intervention evaluation and how perfect you did the Lemon PCI. That should be my answer. Yeah, thank you for the your comment and answer. Yeah. Any other comments from the panelists? If there are no more questions, should we move to the last case? Chắc nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển qua cái phần live case của tiến sĩ Trần Hòa và bác sĩ Nguyễn Xuân Bình. Bây giờ thành ra hai đứa mày nói tao đứng phụ hoại thôi, thành ra Hòa cứ nói đi. Hòa cứ nói bình thường thì trên chương trình nó thấy hai đứa thôi. Anh là anh xuất hiện đây là do anh Dũng phèo. Anh Hoài với thầy. Anh Hoài, anh Hùng với thầy. Dạ em xin phép thay mặt cho ekip xin chào quý chủ tọa đoàn hôm nay. Thì em xin giới thiệu, không biết là quý thầy có nghe rõ không ạ? Nghe rõ Hoài ơi. Dạ, không cần mic đâu, anh đang đứng cái bên xuống sườn. Dạ, ekip hôm nay thì rất hân hạnh được giới thiệu với quý chủ tọa đoàn và tất cả mọi người tham dự. Có tiến sĩ Ngô Minh Hùng, phó khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay thì tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay thì có tôi là bác sĩ Trần Hòa cùng với ekip có bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, cũng như có thử sự tham gia của bác sĩ Chỉnh, rồi các anh em trong ekip có anh Khoa là kỹ thuật viên, cũng như các bạn điều dưỡng cùng tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Thì rất hân hạnh được tiếp theo cái chương trình là một cái trường hợp live scale thứ hai. Đây là một cái trường hợp mà rất là tôi nghĩ là sẽ mang lại cho quý vị những cái điều thích thú trong cái lâm sàng. Thì bác sĩ Vinh sẽ đại diện cho ekip giới thiệu về cái trường hợp này. Xin mời bác sĩ Vinh ạ. Dạ, kính thưa quý thầy và các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì em thay mặt ekip xin trình bày cái ca lâm sàng thứ hai. Là ca lâm sàng thứ hai là một bệnh nhân nam 59 tuổi nhập viện ở cấp cứu vì lý do là đau ngực khoảng 3 ngày. Thì bệnh nhân là đau ngực kiểu mạch vành, mỗi cơn đau kéo dài khoảng 20 phút và bệnh nhân này được nhập viện ở một bệnh viện địa phương, được chẩn đoán là một cái STEMI thành dưới và được chuyển tới khoa cấp cứu của bệnh viện Đại học Y Dược.
thì tiền căn của bệnh nhân này thì không có nhồi máu cơ tim trước đây hay là BCI hay là các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân thì bệnh nhân này không có đái tháo đường, bệnh nhân này có tăng huyết áp, uống amlodipine 5mg một ngày, có rối loạn lipid máu, bệnh nhân này thì có hút thuốc lá nhiều khoảng 40 gói năm. Điện tâm đồ lúc nhập viện cấp cứu thì có một cái trên hình điện tâm đồ thì bệnh nhân này có nhịp son tần số khoảng 80 lần trên phút, ta thấy rõ là có ST chuyển âm sóng T chuyển âm ở D2, D3 AVF và có sóng Q hoại tử ở D3 AVF. Thì bệnh nhân đều được chẩn đoán là một cái nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên dùng thành dưới ngày 3 clip 1. Thì sau khi bệnh nhân này được chẩn đoán và được chụp mạch vành thì em xin gửi hình chụp mạch vành. Đầu tiên là chúng ta qua nhánh mạch vành phía bên trái thì trên tư thế IDL caudal thấy được là trước chỗ chia đôi ngay chỗ thân chung thì có hẹp nặng ở thân chung khoảng 80%, dòng chảy của LED chậm. Và tư thế TME view cũng khẳng định lên điều đó là đoạn gần trước chỗ chia đôi của thân chia đôi LED và diagonal circumflex thì hẹp ngay chỗ Lepman. Tư thế LEO caudal và tư thế spider view thì chúng ta cũng thấy hẹp ngay chỗ đoạn thân chung trước chỗ chia đôi. Và chúng ta qua đến nhập mạch vành phía bên phải thì mạch vành phía bên phải thì bệnh nhân này ở đoạn gần và đoạn giữa tương đối tốt nhưng mà có nhánh hẹp ở đoạn xa BDA khoảng 70-80% của đoạn BDA. Thì với kết quả của OCD và siêu âm tim thì có giảm động thành dưới, thì lúc đó em nghĩ thủ phạm, nhóm can thiệp nghĩ thủ phạm là nhánh BDA và bệnh nhân này được đặt một stent 3.048 ở LED và đây là kết và ở bên phải đặt stent vào RCA BDA. Và đây là kết quả sau khi can thiệp và dòng chảy tốt. Chúng ta thấy ở cái tư thế trên đầu thì thấy được là có một cái tuần hoàn bàn hệ của BDA lên đoạn xa của LED. Và sau khi can thiệp thì lâm sàng bệnh nhân ổn. Và ngày hôm nay thì chúng ta quyết định là có can thiệp tiếp nhánh thân chung cho bệnh nhân. Dạ em xin hết ạ. Em cảm ơn quý thầy ạ. Bây giờ xin phép hôm nay thì bệnh nhân được mời vào để xem xét can thiệp cái nhánh bên trái. Thì các bạn cho chiếu cái màn hình bên trái. Chiếu cái hình bên trái bên này. Và đây là cái kết quả chụp mạch vành kiểm tra lại trước khi can thiệp. Xin kính chào chủ tịch đoàn, không biết chủ tịch đoàn có xem được hình ảnh chụp mạch vành hôm nay của bệnh nhân không ạ? Chào Minh Hùng. Rất là rõ anh. Thấy được không ơi? Dạ. Thấy được. Dạ, trên cái hình ảnh chụp mạch vành hôm nay thì các bạn chuyển các cái view để cho chủ tịch đoàn. Thì chúng ta đã thấy có một cái tổn thương ở thân chung động mạch vành trái và một cái tổn thương nữa nằm ở cái đoạn giữa LAD và có cái cầu cơ. Thì xin ý kiến của chủ tịch đoàn là trên những cái tổn thương của bệnh nhân này hôm nay thì xin mời chủ tịch đoàn cho ý kiến để có cái hướng điều trị cho bệnh nhân. Cái hình sau lúc nãy thì nó sáng thấy rõ nhưng mà bây giờ thì nó đen quá không ạ? Không biết là hình này kỹ thuật viên xem lại đường truyền cho mình chí một tí. Hay là chỉnh cho nó sáng chút xíu. Mình lát mình làm, mình vừa nói mình vừa làm. Không kịp. Dạ. Cái tư thế này không biết thầy có thấy chưa, ở dưới chân bên phải. Thì thấy có tổn thương của thân chung nhánh trái. Dạ. Thấy có vẻ như là nó cũng có một cái tổn thương của nhánh mũ.
nhưng mà chắc nhẹ chừng khoảng 30%. Dạ, cái đoạn giữa của nhánh mũ thì dạ, okay, cũng như thầy nói chắc thì em cũng không có quan tâm tới luôn. Okay. Dạ thì cái mức độ hẹp này thì theo tụi em đánh giá thì cũng là khá nặng. Có giảm cái dòng chảy của LVD và có vẻ như là có một cái như giống như là bác sĩ Vinh có trình bày lần trước sau khi can thiệp thì mình thấy có một cái màn hệ rất là rõ từ bên phải qua cái distal LVD. Thì hôm nay thì mình thấy cái tranh chấp dòng từ cái LVD qua thì nó cũng rất là rõ, là chứng tỏ là cái màn hệ qua cũng là khá nhiều. Và chứng tỏ là cái mức độ hẹp của LVD này thì rất là nặng. Thì em xin thêm ý kiến của quý thầy trong chủ tọa đoàn. Thì cho phép để tụi em lên cái kế hoạch để có thể can thiệp cho người bệnh. Chắc em có thể cho coi cái view TIMI được không? Tại vì nó có chuyển view TIMI của LED cũng là đúng không? Dạ, dạ thầy thấy cái view TIMI chưa ạ? Chưa thấy view TIMI. Thì thấy cái view CODO thì thấy có tổn thương ở đoạn giữa của LED. Không phải LED, cái này là nhánh hình như là nhánh diagonal. Ở ngoài chỉnh được không? Ở ngoài chắc thấy được không? Thấy các bạn chỉnh cho cái độ tương phản nó rõ tí xíu. Có cần để mình chụp lại không? Không, do cái connection này. Xin mời các thành viên khác của chỗ tòa đoàn có ý kiến gì không ạ? Nó có cái cầu cơ của LED nha. Dạ, có cái cầu cơ rất là rõ. Dạ. Phía trên cầu cơ thì nó cũng có một cái chỗ hẹp mức độ khoảng 50%. Phía ngay phía sau cái diagonal. Cái hình TIMI của các bạn mình chỉ thấy ngay cái đoạn mà nó gọi là các bạn gọi là tranh chấp, nhưng mà không thấy được cái phần dưới xa của nó. Đúng ra là mình cũng nên để cho nó ra thấy tới phần xa của nhánh LED. Em sẽ chụp lại chụp anh không? Không kêu cái đó. Không kêu được tiếng máy nó không. Đã dành bơm nước không? Ừ. Rồi, chụp này. Để lâu không? Ok, go. Đúng rồi. Em xin có ý kiến tại dạ. Cái này không biết dạ. Nhờ tiến sĩ Trần Hòa với lại tiến sĩ Minh Hùng, không biết ca này mình bơm đi chat chưa ha, tại thấy bắt đầu cái dòng chảy nó muốn có vẻ nó chậm và cái đoạn xa có vẻ như nó muốn co thắt của LVD, cho nên là phải bơm đi chat tí chúng mình đánh giá lại cho nó tốt hơn. Cảm ơn. Cái ca này bệnh nhân đã được cho nitrat từ hơn 10 phút này. Thành cái dòng chảy ban đầu thì nó tốt, nhưng mà bây giờ dòng chảy nó lại hơi chậm một tí, thì chắc để kiếp cho lại nitrat một tí rồi sẽ chụp lại cái hình cập nhật nhất. Nhưng Đây là nitro này. Không biết là quý thầy có muốn thêm cái thông tin gì trước khi can thiệp hay không ạ? Ví dụ như là IVUS hay là FFA trường hợp này. Nhanh cho mọi. Để lâu quá. Cái này mà nếu có IVUS thì bạn nói thì tốt quá rồi chứ. Có dạ, IVUS trước thì IVUS thì tụi em cũng theo ý kiến của thầy Dũng thì tụi em cũng đã làm. Dạ, thì bây giờ tụi em xin phép là show cái IVUS của bệnh nhân này. Nhưng mà bây giờ thì tụi em sẽ chụp cái rồi. Thì thực ra cái dòng chảy cái đoạn cuối nó hơi chậm đó, thì chúng ta cũng biết là nó có cái bàn hệ rất là, tôi nghĩ là cái bàn hệ từ bên phải qua, cho nên nó có tranh chấp dòng cái đoạn cuối. Đây là một cái sang thương mà Lepman mà có vẻ là được bảo vệ bởi bàn hệ từ bên phải. Đây là cái hình đã cho nitrat lại nha, tiến sĩ Phi Hùng xin cập nhật với lại chủ tịch đoàn là cái hình cuối cùng là cái hình này. Theo như đề nghị của Phó Giáo sư Hồ Tường Dũng thì đề nghị làm IVUS, thì ekip đã tiến hành làm IVUS sau khi là cho nitrat, và xin chiếu cái hình IVUS để cho mọi người cùng xem. Rồi bên chiếu IVUS. Dạ dạ. Mình nói luôn. Dạ dạ, xin kính thưa quý thầy, thì đây là kết quả cái hình ảnh IVUS của bệnh nhân ở kéo từ đoạn giữa của LED trở lên. Thì ekip muốn khảo sát giữa đoạn giữa, tại vì trước ngay chỗ chia đôi nó dưới diagonal nó vẫn có chỗ hẹp.
và đường kính mạch máu ở sau này qua cái chỗ chia đôi rồi, thì đường kính mạch máu thì kích thước là khoảng 3.3 nhân cho 3.5. Dạ. Dạ, có một cái mảng vôi hóa kéo dài từ 9 giờ cho tới 10 tới 3 giờ. Thì mảng xơ vữa này là mảng xơ vữa hỗn hợp gồm một chút mô sợi và một chút canxi. Dạ, canxi kéo dài và một chút canxi ở vị trí 9 giờ và 10 giờ ạ. Dạ. Nói đi. Dạ, đây là đoạn gần của LED, thì đoạn gần LED vẫn có mảng sơ vữa kéo dài từ 8 giờ đến 12 giờ, và chúng ta thấy là cái gai quay là chỗ xuất phát của circumflex ở vị trí 1 giờ, thì sau cái chỗ chia đôi thì chúng ta thấy hẹp rất là nặng ở đoạn xa của thân chung, và mảng sơ vữa này là mảng sơ vữa hỗn hợp gồm mô sợi và mảng sơ vữa có một chút xíu vôi thôi ạ. À. Dạ. Và đường kính của thân chung thì trên đây thì em ước lượng khoảng 4.5 ạ. À. Dạ. Và bây giờ em tiến hành em đo đạt các thông số của IVET. Thì ở thân chung á, thì chúng ta thấy là mảng sơ vữa này rất là nặng. Black burden của nó khoảng 83% và diện tích lòng là 2.29 mm². Còn đường kính thực sự của mạch máu ở thân chung á, là 4.0 nhân 4.2 và CSA của thân chung là 13.79 mm². Thì ở đoạn thân chung thì hẹp rất là nặng. Còn kéo dài cho tới đoạn gần của LED trước chỗ chia đôi thì chúng ta thấy là ở đây landing zone của bệnh của LED á, thì đường kính mạch máu ở đoạn xa thì kích thước là khoảng 4.0 và cái diện tích lòng gánh nặng sơ vữa đoạn này là khoảng 35% và diện tích lòng ở đây là 894. Dạ. Còn ngay chỗ chia đôi thì lúc đầu ekip cũng sợ là ngay chỗ chia đôi, sau chỗ chia đôi thì có hẹp nặng ở ngay chỗ đó, và ekip cũng tiến hành là làm IVET để kiểm tra luôn. Thì em có đo được cái đường diện tích lòng của cái trước sau chỗ chia đôi LED á, thì diện tích lòng là 4.2 mm² và đường kính mạch máu cái lớp burden ở đây khoảng 49% và cái mảng sơ vữa của ngay chỗ sau chỗ chia đôi thì có chút xíu canxi ở vị trí 10 giờ đến 11 giờ và cái kích thước mạch máu ở đây thì tương đối nhỏ, có thể là nó sẽ kèm với negative remodeling. Dạ, dạ em xin xin ý kiến của quý thầy thêm ạ. Dạ. Dạ em xin ý kiến thêm của chủ tọa đoàn. À, ca này thì tụi em cũng đã làm cái IVET cho LCS ạ. Thì Vinh chiếu luôn cái LCS. Dạ. Dạ, đây là cái IVET của circumflex ạ. Chúng ta thấy thì circumflex có cái mảng sơ vữa của circumflex thì không có nhiều ạ. Dạ. Và đây là cái lỗ của circumflex đi chỗ chia đôi. Dạ. Lùi lại chút. Dạ, em xin chiếu lại. Đó. Dạ. Dạ, đó là phần IVET đã được thực hiện. Dạ. Em xin ý kiến của quý thầy để tụi em tiếp tục cho người bệnh. Về cái thông tin mà của LED mà đoạn gần á, mình có đo được không? Mình so với ngay chỗ cái lỗ thì các bạn thấy thế nào? Dạ, đoạn gần của LED, dạ con có đo luôn rồi thầy. Dạ, đoạn gần LED thì cái diện tích lòng của cái gánh nặng sơ vữa đoạn gần LED là khoảng 64%. Đường kính mạch máu của LED là khoảng 4.0 nhân cho 4.5. Dạ, còn cái CSA ngay MLA ngay chỗ LED là khoảng 5.24. Dạ, gánh nặng sơ vữa ngay chỗ LED là 64% và mảng sơ vữa ngay đoạn gần LED là mảng sơ vữa hỗn hợp và mô sợi là chủ yếu ạ. À. Dr. Chia Linh Binh, Chia Binh Linh, yes. Are you ready on? Yeah, okay, so can you give some your opinion about the result of this IVET? Sure.
Oh, well, by this, I was pulled back from the LED side. I can appreciate that it's a quite diffuse lesion all the way from the middle LED. But by this pullback, we cannot clearly define the distal landing part. But all the way, we got a lot of plaque all the way back to the lamen. And of course, the minimal lumen area of lamen is less than 3. And it definitely a significant lesion over here. And in another pullback from the circumflex, well, I would say that the plaque burden and also the minimal lumen area of the circumflex ostium is not so significant. So personally, I will just simply put a wire in the circumflex as a protection, then do the single stand crossover from LED to the lamen. And we will see that we have to go in intervene for the circumflex after the standing. And also for the lamen, I think the middle to the proximal of lamen is, I would say that only mild lesions. So I think the lamen stand may be not necessary all the way back to its ostium. Maybe to the middle lamen is quite enough. Okay, thank you. Bác sĩ Ngô Minh Hùng có trao đổi tiếp với ông rồi đưa ra chiến lược mà mình làm cho bệnh nhân đợi lâu. Anh Hùng, trao đổi trực thank tiếp. Thank you, Associate Professor Dũng. And thank you very much for the comment from Dr. Chia. I totally agree with you about the commenting about the iverse of the lamen and then iverse from the LED. Actually, the lesion is very focal, quite focal at the from the mid to distal of lamen trunk. So maybe we can put the stent from the lamen to the LED. And the difficult thing is the distal landing. So we may put the stent at the before the bifurcation of the LED and the diagonal. I just want to get one more opinion from the panelists and the faculty, and we continuing during the procedure. Back to Professor Ho Thương Dũng. Yes, I think in this way we can do a provisional stenting. We call crossover. We call look like the ostium and proximal assessment of the circumflex are not severe. How about the size you choose for stand and what kind of stand? Very good question for this patient. Actually, according to the IVERS interrogation and of the LED and the lamen, so we want to choose the stand size of from 3.5 in order to had the good apposition of the stand at the lamen. Otherwise, if we choose the 3-0 stand diameter, so maybe it's not the good for the lamen, but it's better for the LED. That's the difficult thing at this point of time. So maybe we choose the 3.5 millimeter stand. How about faculty? Well, I think 3.5 is a good choice because it's a quite large LED, and also for the lamen is almost over a 4 in diameter. So I think it's a very clever choice for the 3.5 and then post dilate to more than 4 at lamen. Yes, thank you very much for the for your comment. And about the length, because according to the IVERS, we had the length from the lamen to the LED at the before the diagonal, so the length about 32 millimeter in length. But we have the stand here, the 32 or 34 or 38. If we use the 38 millimeter stand, so it's quite long. So I just worry about the distal landing of the stand that we worrying about. So maybe we use the 3.5 by 38. 3.5 by 34, stand. And I like to hear the last opinion from Professor Nguyễn Ngọc Quang.
Yeah, I think the discussion is already very clear, and I also think that the crossover strategy is good enough for the patient. I don't think the osteom of the third is compromised after stenting. But however, we continue complete revascularization by putting another two stent in the proximal part of the LAD and also the proximal part of the L6, but later on, maybe we need to fix the left main first because the flow in the LAD is already reduced. Yeah. And what kind of balloon you use to prepare the lesion in this patient? How about your idea? Okay. So I think we according to Professor Wang's opinion, so we just prepare the lesion first in order to get the better flow for the patient. And then we continue doing the procedure. Yeah. Okay. Okay. Ballooning. Yeah. This one a balloon, NC balloon. Yeah. Okay. So according to the IVUS, we don't have so much calcium inside. So we just use the high pressure balloon in order to prepare for the lesion. Okay. Boom back a little bit. Okay. Boom back a little. Test. Okay. 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 Can you see the picture, the update picture from the cat lab? We just doing the ballooning for the left main and proximal LAD, and they made three flow just restore. You need one IVUS before. I don't think so. I don't know. I don't think we need them some more, but we should put a standing. Yeah. To the point of time. Professor Hồ Tiên Dũng. Here we have a comment about the IVUS after ballooning of the left main. Do we need to do the IVUS after ballooning, or we just put the standing? If the situation of the patient is stable, you can do. But if you feel slow, yeah, on way stable now. Yeah, the because we cannot show your the vital sign for the. Yeah. May I have one suggestion? Because we can see blood burden in the distal left main is very large. So yeah. Can we use one more cutting balloon or scoring balloon to open because to against the recoil after we I was. Yeah. So that's we do again. I was now. No, we he recommend that the cutting balloon. Yeah. Cutting balloon. Thầy muốn tại cái mảng nhiều. So we have cutting balloon here. Yeah. Okay. Scoring. 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 Scoring balloon. Scoring balloon. Because as we know, the left main lesion is often the recoiling last.
pressure balloon, but the according to the picture, the legions, the maybe a quite strong resistance. So maybe we have to use the scoring balloon in order to get it better. Yeah. Vậy score lên 275 nha, là lớn nhất 4 hay lớn. 4 thì hơi lớn. Oh, 2.75 được. Okay. I asked Dr. Wars about how's about antiplatelets. Antiplatelets, do you use in this case? And heparin. Hello, how about heparin? Do you test ACT and about antiplatelet in this case? What kind of antiplatelet do you use for the patient? In this case, we use 7,000 unit heparin and ACT injection. And I use duodenoscopin. In this case, because the his preterm is the bradycardiac. So in this case, I think we should use ticagrelor. It's better for the patient, especially in the left main intervention. Down. Yes. Correct. Take a picture. Okay, now. Vô một chút nữa không mà. Vô một chút nữa, vô chút. Crossover qua luôn mình kia luôn. Okay, lần một. Dạ. Tận hát đồng 20 luôn đi, lớn luôn. Tại cái bóng này là 20. Đúng rồi. Okay. Okay, after you do a ballooning with a scoring balloon, if the patient is stable, you can recall IVERT again. Cắt cái vớt mới nhằn là dây ngón. Đóng áp lực lại coi như nhau. Okay. Bắt đầu. Từ đó thì. Yeah. Okay. I was, please. Okay. Cháu lệ. I was. Okay, yeah. He's the distal left man. After scoring balloon, we can see the lumen area is bigger than before, and okay. Oh, stop. Again. Okay, it looks good. Yes. Maybe some comment from another panelist. Okay. Dr. Chia Bilin. Yes. Well, by this IVUS pullback that you can appreciate some plaque dissections at the 12 o'clock. So I'm not sure that the dissection was caused by the previous NC balloon or by the later cutting balloon, but I think the plaque has some fracture. I think it will guaranteed more better stent expansion before we put a stent. Your comment right here. It's at 12 o'clock. That's the yes. A small dissection, but it's yeah. it's a good dissection. Yeah. Yeah, because we have the circumflex wire over there,
And yes. Then we had the ballooning. So maybe it's we call it the dissection because the maybe because from the balloon or maybe from the wire, the circumflex wire. Đây để coi còn sao. Đủ ông vô đi. Vô đi cấp kiếp tôi. Kiếp tôi. Go in. Yeah. Okay. Take a picture. Yes. Better. Okay. Take a picture. Okay. Good position. I think so. Lên đầu. Put the stand here. Cái số để lâm đầu ok xong về đuôi nha chập đi thậm chí em có thể vô thêm chút nữa cũng được. Thôi được rồi, qua bên trái coi cái đầy rồi. ok thành this door is ok, this door is good. Take a picture. Ok, lên đi. Dưới nominal chút. Yeah. Okay. I would say it's a perfect position. Ok, đào. Ok, go back to audio cordial. Yeah. Audio cordial view. Almost after. A-S. Ok. Ok, làm gì khác mà cô không có gì. Test and see that. Yeah, make a test first and see the circumflex okay or not. Okay, good. So take a while out. See? Okay, it's safer. Okay, it's safer. Stop. Yes, we just do the small trick about the take a while out. Because we go with the high pressure for the balloon, so. During the implantation of the stand, so maybe the circumflex wire is trapped by the stand. So we have to keep the stand balloon in the position, and then we take the wire, circumflex wire out that first, out. And then we take the balloon out later. Okay. So it just I was now. So we switch the rewire to the circumflex before we go with high, bigger. Okay, rewire. Now we have time. This situation, I would say that maybe we can do the part first for the layman in order to have a better stand up position before we wire in the circumflex. Okay. And also, can avoid the right. Abdominal wiring, just like your circumflex wire go outside from your lat man stand. Yes, thank you very much for the recommendation. Actually, when we use the technique that the U-shape, so we go to the LED first and then we go to the circumflex later. So I think most of the time we stand inside the stand, not underneath the stand. So okay. in case that we could not go inside, so we have to do the post before we rewire to the circumflex. So now we just use the bigger, we use the inverse first. Let's see. Yeah, inverse. We can see the guy wires in the circumflex by inverse. Cái gần này cái màu mè nó ok rồi ok
Okay, so we use the iBird and see the wire underneath the stand or inside the stand. Yes. Let's take a look. Yeah. And Dr. Trần Hòa quite confident. Yes. Okay. 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 I was why this door to the center. Okay. I was here is the I was after standing. This is the middle LED. Nhích cái khẩu trang lên tí nó hầu nó tục. You can see the okay, the diameter is 3 mm. Chậm quá, có kéo, có kéo, kéo chưa vậy? Coi kéo chưa? Anh đi dỗ nó chạy anh. Sao đây con? Coi đi con, nó bị gì? Trời nó bị. À bị hở rồi, hở rồi. À, kéo cái ra đi. Hở rồi. Kéo tay đi. Kéo tay đi. Kéo tay. Hở sau kéo tay đi. Lại nhanh qua. Tay tay. Yes. Okay. Yeah. Okay. The, good. Good. Here's the distal stand. Go go go. Từ từ đâu anh? Đi. Yes. Okay, left hand now. Yes. Okay. Cho anh cái bộ bát lép khác đi Quỳnh ơi. Rồi, cho chạy đi. Quỳnh, đọc con đi. Okay. Ekip vừa thực hiện xong với iVoS sau khi đã đặt stand. Xin mời ý kiến của chủ tịch đoàn về cái iVoS sau khi đặt stand ạ. Mời anh Nhân ạ. Thiệt ra mình đâu có cần phải làm iVoS cái giai đoạn này. Đúng ra cái thì này là mình làm cái post trước, rồi sau đó mình một lần mình làm iVoS thì mình vừa khảo sát được cái LED, vừa khảo sát được cái LED main luôn nha. Mình làm cái động tác này nó thừa. À, xin ý kiến của các thành viên khác trong chủ tọa đoàn. Mời ý kiến của giáo sư Quang. Dạ vâng, em cũng nghĩ là chúng ta cứ POT trước đã, xong rồi sẽ iVoS sau để cho tiết kiệm bước ạ. Thôi thì chúng ta vẫn có thể vừa làm vừa đánh giá cũng được ạ, vì cũng các bạn cũng có thể là đánh giá cái lỗ mũ trước để mà mình xem như thế nào. Đấy, chạy qua lỗ mũ. Ok, mở. 4.4 mời các thành viên khác, mời bác sĩ Trung Quốc, bác sĩ Hoàng Văn có ý kiến gì không ạ? Dạ em kính chào quý thầy. Cũng không lên lớn hơn. Dạ em xin hỏi ekip chút nữa mình có đưa cái iOS xuống mình kiểm tra cái độ xa của LED không? Nó có vẻ như là nó cầu cơ rất là nặng và cái dòng chảy tranh chấp từ bên phải qua có thể là do cái cầu cơ ở dưới. Yeah. Bây giờ thì ekip sẽ post rồi sẽ khảo sát thêm cái đoạn xa của LED. Nó cũng dính rồi sao? Nó cũng dính rồi đó. Kích thước bóng. Hoài dùng kích thước bóng bao nhiêu rồi? Ekip thước đang chạy mình 4.0 trước. Bao giờ nha? Đi đây. Vô luôn đi, vô trong từ đó đi, từ disco luôn, từ gác cho qua dùm cái màn hình của màn hình chính đi, cho màn hình cho màn vàng em ơi, từ đó luôn, từ đó gì ok, từ đó gì đi. Cái có dây là mình sợ gì.
Rồi, đồng nghe. Rồi xong. Bây giờ là mới lên lớn nè. Đúng về post. Để nó đi. Đến đèn ha. Để đây đúng không? Post nè. Post đó đúng rồi. Post. Ok. Bigger. Ok. 30. 4, 6, 8. Rồi. Ok. Nói là 5, tao còn cái này là post nè. Hay không? Cái sen mình đặt là sen gì Hoa ơi? Dạ, sen đặt là CNFT 3.538 thầy. À. Ok. Rồi, chụp cái hình nóng này cho. Còn cái bóng post mình xài bóng gì vậy Hoa? Dạ, Sapphire 4.0. Dạ, Sapphire 4.015 ạ. NC. À. Dạ đây là cái hình mình thấy là cái nhánh cái ostium của nhánh mũ nó bị sao đó à ok so lại cái, cho nó chạy đi cái miếng này kìa đi chắc nãy đâu rồi vậy? Dạ cái ống à ống là nhiều à hồi nãy trước khi mà mình lên bóng khi giai đoạn mình làm post thì mình có bơm cảm quang để coi cái vị trí đầu xa của bóng so với lại cái lỗ xuất phát của nhánh xiết xong quạ. Dạ có tụi em có test thầy. Dạ thật ra em test mà nếu mà vẫn dùng cái view Kodo thì nó không có rõ nha. Thành ra nếu mình test đúng đâm mình quay lại cái view spider thì nó chính xác hơn á. Dạ. Okay, đi thật rồi, đi thật rồi. Cái lần đầu thì có pass qua luôn cái LED thì lên áp lực thấp thôi 10 thôi thầy ạ. 4.0 lên 10 áp lực xe. Và sau đó mình quay lại lui lại thì boss thì lên áp lực cao là 20. Chụp được, muốn chụp không? Chụp không? Ừ, đi thật rồi. À, đây là cái hình cập nhật cuối cùng của cái sau khi đã post cái stand thân chung. Xin ý kiến từ chủ tịch đoàn. Anh Hùng cho chụp cái Timmy á, rút bớt cái quay lại để mình xem cái đoạn xa nó co thắt hoặc là nó water set như thế nào. Ok. Yeah. Dạ vâng, dạ vâng. Cho mặt trước khi chụp. Ok là chụp trước. Ok. Okay. Rồi luôn. Ok, à, chụp luôn. Các bạn. Nó còn trên cấp là tốt anh. Dạ, bản chất nó cũng là cầu cơ, một cái cầu cơ rất là tốt anh. Ừ, dạ. Nếu cần thì chút nữa thì em sẽ làm cái iVert ở đoạn đó. Nên em nghĩ chắc cũng không có đụng vào cái sang thương ở đoạn xa đó. Tốt thì thôi chứ mình đưa cái iVert xuống nó sẽ kích thích nó co thắt á. Yeah. Còn về bây giờ về nhà về nhánh mũ á. Lùi lại đi lùi cái hình lùi cái hình trước đó. À, xin chủ tịch đoàn cho ý kiến về cái ostium của circumflex trong trường hợp này thì sau khi đã dùng làm post thì có vẻ nó compromising nhiều hơn một tí. Dòng chảy thì Dimi 3. Trước em xin có ý kiến thì không biết là ý của quý thầy thì chúng ta sẽ tiếp tục là làm evert của cái lỗ circumflex hay là chúng ta sẽ làm FFA. Dear Dr. Chilin, what your experience about in ostium of circumflex? Do you use evert next or you use FFA next step? Well, I think in this case that the circumflex flow is Timmy-3 flow, and geographically looks like it's a quite stenotic at the circumflex ostium. I think for this case, of course, academically we can do the FFR to prove it is functional gelling or not. If it's functional gelling, we could do the kissing balloon, but if not, the FFR is more than 0.8, I think we can just defer further procedure for the circumflex ostium.
Okay, thank you very much for your recommend. Yes, I got that. And how about the other faculty, other faculties' opinion about the Orchard Upper Complex? Do we need to do the FFR before we do the ballooning for the Orchard of the Circumflex, or should we skip that and we do the post dilatation more for the Lippmann LED stand? I think I totally agree with the Dr. Lin. We can leave it there because the flow is in the L6 is quite okay. And we still got a chance to do the again if there is a problem with the left main stand. So if you really want to do now, I think you should do a little bit more port for the proximal part of the left main rather than touching the L6. Ok, xong mình lấy cái bóng lớn hơn mình làm lên chút xíu nữa. Ok. Nhưng mà cái nhánh mũ. Bót thôi. Bót thôi. Chính xác. Bót thôi. Dạ, em xin ý kiến của quý thầy trong chú tọ mình á. Dạ. Thì cái ca này em nghĩ là đứng về mặt kháng tiêu cầu kép á thầy. Thì nên nghĩ là xét mình sẽ chuyển sang ticagrelor thì nó sẽ ổn định hơn. Chậm tới đâu, chậm tới đâu. Đúng về mặt về thuốc kháng tiêu cầu nó sẽ mình an tâm hơn sau khi mình đặc biệt can thiệp lab men cũng như là bệnh nhân vừa có nhồi máu cơ tim cấp. Dạ, em xin cảm ơn. Không gì, không có sao đâu. Thầy chỉ lấy hồi nãy. Về cái ý kiến của tiến sĩ Trương Phi Hùng thì tôi cũng đồng ý. Thứ nhất mà nếu đã có mạch vành cấp thì là Tika thì nó sẽ trội hơn rồi. Muốn gì mình lại đặt cái stand của Lippmann nữa. Mà cũng thống nhất là 405 mà ngắn 10 ở 12. Dạ. 8 cũng được. 8. Cảm ơn quý thầy vì cái chuyện kháng thuốc cầu kép thì lúc đầu vô đó thì các bác sĩ lâm sàng thì họ ngại dùng Vita bởi vì vấn đề là nhịp tim bệnh nhân lúc đó là chậm. Tuy nhiên là trong thời điểm hiện tại thì theo ý kiến quý thầy thì em nghĩ có lẽ tụi em cũng sẽ có thể thay đổi thuốc được. À, nhất là hiện tại là bây giờ bệnh nhân thật ra là vẫn cũng còn nằm trong cái hội chứng vành cấp cũng mới được khoảng 2 tuần và là sang thương cũng phức tạp và ngay lập men thì có thể là tụi em sẽ thay đổi kháng thuốc cầu. Cảm ơn tiến sĩ Hòa. Thật ra cái nhịp chậm đó là do cái nhánh BDA nó nuôi cái chỗ nút giữ thắt mình thôi. Mình đã tái thông rồi thì mình yên tâm mình đổi chứ không có liên quan về thực thuốc. Làm cái gì nói giờ làm cho dễ chút. Giờ nói giờ làm có kịp lâu quá. Cái của họ nhiều người khác nhau lắm. Nhiều người khác nhau. Chỉnh cái màn hình các bạn lại cho quý thầy. Nâng thêm cái đoạn xa một chút bằng cái bóng NC 30. Okay. Sorry, the wire go to the chứng tỏ cái lỗ nó rất là rộng. Kính thưa chủ tịch đoàn, vừa rồi chúng tôi xỏ lộn dây vô cái nhánh CX. Nhưng mà cũng rất cái bóng áp lực cao là 3.0 nhưng mà nó đi vào CX rất là dễ dàng. Thì điều đó cũng là một cái tín hiệu là cái lỗ của circumflex này nó không có đến nỗi gọi là pinching quá nhiều. Vô tình nhưng mà nó lại hữu ý. Tiến sĩ Trần Hòa đi qua CX rất là dễ mà không có một cái resistance nào hết thì cũng hơi rất là bình thường chứ. Ok. Ok. Tenwood đi. Rồi. Khi mình đi bóng nhẹ qua bên CX như vậy mình có nông cái áp lực thấp cho cái CX không anh Hoàng? Ok. Theo như ý kiến của chủ tịch đoàn thì nên đánh giá bằng FFE trước rồi sau đó nếu mà hẹp có ý nghĩa thì mới nông. Thành ra ekip chưa có tiến hành nông nhưng mà muốn tối ưu cái nhánh động LED trước. Rồi sau đó post lại một lần nữa cái Lippmann stand. Rồi xong đó mình mới tính qua cái lỗ của circumflex. Ok.
Ok, standard ID là ok rồi. Bây giờ post ha. Yeah, 4-5. Post nhưng mà nó có nguy cơ, nó cũng nói cho tuyên truyền thêm cái option complex từ lúc đó mình tính mà. Ok, cho anh cái bóng ngắn đi. Bóng nào lên nít đó nghe. 4.5 mà lên nít. À, khoa. Có bóng 4.5 nào mà lên áp lực rất là cao. Băng ra đi, băng ra đi. 12 cũng được ấy. 12 cũng được. Pantera Leo hôm nay thằng 4.5 lên tàu quá. Cái Sapphire thì yeah. Ok, giờ cũng được không? Không có, lấy đỡ nó cho anh coi profile coi. Lập cái profile coi nó lên dữ không? Lập cái profile sao nó lên dữ? Lên được 0.25 ha. 4.5 lên 4.75. Ok, thằng lấy đi. Yêu cầu của chọn cái post cho nó. Cái luôn Pantera Leo. Cái đầu lúc nào? Cho. Dạ bây giờ thì em chọn một cái bóng NC 4.5 12 em thấy chưa? Bây giờ lộn dây. Không mà như vậy là rất là quý từ gì nó qua rất là dễ, hiểu không? Như vậy đó, có nữa mình đưa bóng mình kích cũng dễ luôn. Cái này mình đo FFA thì thật sự nó chỉ có tính chất học thuật thôi nha. Chứ mình đưa cái bóng nó dễ dàng quá mà dòng chảy TV3 thì thật sự mình cũng có thể kết thúc thủ thuật ở đây sau khi mình post cái Leftman. À, kính thưa chủ tịch đoàn, đây mới là cái bóng post sau cùng của cái bóng này là 4.5, 12, Sapphire. Ghi. Ok, chụp cái. Đào. Test luôn. Ok, good. Em có thể dùng xíu nữa. Cái vị trí này thì quý thầy thấy sao ạ? Chưa có đẹp, phải đẩy vô chút xíu nữa rồi. Dạ. Biết cái nào không đòi thế nữa. Ok. Thực ra cái góc này nó cũng bị che. Hiểu không? Lên xuống liền, nhanh. Ok, chụp cái rồi ạ. Ok nào. Left man mà đừng có để lâu. Dạ. Cái này chắc mình qua bên trái thêm đi. 50, 60 như đi chứ hình nhảy có để có 30 rồi đúng không? Nó không có bung quá. Có 50. Test lại đi coi vị trí. Nó bị che cái autumn của rồi lên. Cô đô mình để tới 30 là hơn nữa cũng được. Mới chưa tới góc. Chị đi. Không đang muốn vị trí cho chính xác cái đèn. Còn cái đoạn dưới. Cái cần test lại. Test thử coi cái góc cái Carina nó có đẹp không. Nó bị che nó. Nó vẫn bị che. Cái này nó cũng bị che này. Mình góc là bao nhiêu rồi qua? Nếu che thì mình có thể làm góc thêm 47-30. Cả đi 50-60 luôn đi Vinh Vinh Vinh. Đụng bàn luôn đi. Okay, để coi. Là cái photo mình hai mấy 30 thì cũng không có nhiều. Ok, lên đi. Nhá, cả các bạn đều thấy vị trí cái đầu xa cái. Dạ, xuống. Thầy 25 chứ thầy ơi. Ok, đẹp, lên đi. Em lên rồi á, cái nãy em lên rồi. Lên chút xíu rồi. Lớn đi, hết cỡ. Đổ xuống, bước xuống. Chụp cái xuống liền. Đẹp man, đừng có đi. Ok, cho ra lên. Thật ra muốn gác qua lớp man với LED làm cái. Có vẻ nhìn cái nhánh mũ giờ nó đỡ hơn rồi ạ.
góc rộng. Nếu mình làm post thì đừng đừng có phát qua bên cái lỗ xuất phát của nhánh mũ nha, nó nằm ở ngay cái đoạn xa của cái lỗ xuất phát của nhánh mũ rồi, cho nó đừng có gieo thêm. Chụp cái này luôn, cho đi cái này. Chụp. Thực ra POT á, thì cái mặt cơ của cái bóng nó ngay cái carry nè. Nhưng mà bóng cái shoulder của cái bóng giờ nó trồ quá, nó tùy hãng quá, thành ra canh cái đó nó không có shoulder, nó có lúc ở giữa với lúc chính xác ra. Nó nhô ra nhiều lắm. Ok. Dạ đây cái final angle. Lên đầu chụp cái lên đầu coi cái dòng chảy tim đi lại với luôn. Thì mình đi LED nó cũng hơi chậm chậm. Nó còn chăm sóc cái người chăm sóc của cái hai phái cầu cơ luôn mình đấy. Hồi nãy nghiêng nhiều quá. Nhiều quá. Nó đụng đầu đèn. Bây giờ nó chưa có hồi phục. Chụp luôn ha. Chụp đi. Đó rồi. Đó, mạnh rồi đó. Dạ, xin ý kiến của quý thầy. Chạy bớt đi, bớt đi. Dr. Lee, do you think that we can stop here or should we go on for the FFR of the circumflex? Well, I think it's circumflex is quite good for me. So I would like to have a final Ivers pullback for the LED to all the way back to the left man Austin. Yes. Yeah. Now I do Ivers. Yeah. Thank you. Yeah. Ivers and Quan. Ivers. Why? Ivers LED left man. And remember to disengage the guiding caster. Ivers, giờ chỉnh này. Cái gầy em ra ngoài chưa? Đúng rồi, lấy cái gai đinh ra ngoài để thấy được cái lỗ xuất phát của led man á. Yeah. Yes, it's outside quite far from the atrium of the led okay. man. Okay. Perfect. Đây, kết quả Ivers sau khi mình can thiệp mà sau khi NC balloon thì đây là cái đoạn gần của LED, ngay chỗ đây là chỗ chia đôi, tôi thấy cái circumflex nó đi vào từ vị trí 3 giờ. Dạ, đây là cái đoạn xa của thân chung ạ. Thấy thân chung thì cái stand nó áp tốt ạ. Dạ. Dạ, có cái gì vậy? Ok anh có hả? Dạ. Xin mời các thành viên trong chủ tọa đoàn có ý kiến gì không ạ? What do you think, Dr. Lin? I think it's perfect. Yes, me too. Yes, true. And although I think the stand is all the way very close to the Lehman Osseum and it's well opposed to the Lehman wall and quite and the expand quite well. I think it's a perfect result to my eye. Yes, me. Yeah, thank you very much. Perfect timing also because it's just noon. Perfect timing. Giờ để sáng. Chắc xin mời các thành viên khác có ý kiến không ạ? Mời giáo sư Thượng Dũng, mời giáo sư Quang. Quay lại cái video. Okay. Dạ, không ý kiến gì anh nhỉ? Rất là tốt chứ ạ. Perfect chứ ạ. Dạ, kết quả tốt quá anh nhỉ? Vậy chắc mình quay lại cái video đi chỉnh anh.
Xin chúc mừng ekip thầy Nhân ơi, chúc mừng ekip ca can thiệp thành công tốt đẹp. Sau đó chỉ lưu ý giúp là chuyển đổi sang cái tay cơ lo giúp để cho cái hiệu quả của tên mình làm nó tốt hơn. Xin hết. Này phải chúc mừng Hòa nữa nha. Hòa sau một thời gian gọi là tỏa bích luyện công thì bữa nay là ngày đầu tiên đi làm đúng không Hòa? Dạ, dạ đúng rồi thầy, dạ. Chúc mừng Hòa. Dạ. Bữa nay bác sĩ Hùng chỉ backup cho bác sĩ Hòa thôi mà bác sĩ Hòa làm hết. Chắc là mình chấm dứt ở đây luôn cho nó đúng giờ luôn ha, 12 giờ đúng rồi. Xin dạ, cảm ơn thầy, các thành viên dạ, chủ tọa đoàn. Cảm ơn quý thầy. Thank you Dr. Lin for your contribution and may we stop here with a perfect timing. Thank you for the invitation. But it's my privilege to be thank one you, of thank the you. Section. Thank you very much for your...